Có thử thành viên nào chủ tới cuối đây. Giờ mình sẽ qua bên này làm cái máy lắc cho mấy đứa này văng dưới hết nha các bạn. Đó. Anh lên cậu kìa anh. Cậu gì? Cậu gì? Đại là cái dốt đó anh đẩy qua đẩy lại nè. Không có. Rồi. Đừng nó nhúng cái này nha. Rồi. Nhìn đang bơi qua bánh nha các bạn. Anh Vinh đang trèo lên. Cố lên anh Vinh ơi. Rồi anh Vinh chuẩn bị lắc nha. Liệu rằng có ai tới không nha các bạn. Có ai tới trước nha các bạn. Ai thua rồi? Ai thua rồi? Ai thua rồi? Anh Vinh ai thua rồi? Ai thua rồi? Ai nhảy xuống dưới sông đi. Ai tới rồi? Ai dính trước rồi đó thua. Ai dính xuống dưới cái ấy là thua nha các bạn. Liệu ai té đây các bạn? Liệu ai đây? Chưa có ai hết. Ê, Ngọc! Chết đi! Chết đi! Vậy là một con trai một mình thắng một con gái các bạn ơi! Đó, vô thành nè! Coi thử coi! Xuất! Xuống kia sơn luôn. Vậy mà nó vẫn qua được. Ghê thiệt. Tên đại mập. Trời ơi thằng đại mập mà nó mà làm ăn được cái gì. Nó té rồi. Ngọc mập. Thằng Ngọc mập này nó mà chạy cái gì. Đúng thằng gà. Đúng rồi thằng gà. Mình đã không chạy xe đạp rất là lâu rồi nha các bạn. Chạy xe máy mà. Giờ không biết là chạy qua được cây cầu này không nữa nè. Anh Linh chạy chiếc xe màu hồng nam tính nha bạn. Anh Vinh ơi chạy cho con đường mà khó nhất luôn các bạn.